ខ្ញុំសូមអញ្ជើញអង្គចុះអង្គជំរាបព្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាហើយជាបន្តនេះដល់វេទិកាទៅមេធាវីអ្នកតំណាងដើមរដ្ឋអំណីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសួរដល់សាក្សីរូបនេះហើយក្នុងបួនក្រុមគឺមានពេលទំនាបសួរសាក្សីរូបនេះ 40 នាទីសូមអញ្ជើញបាទ Monsieur le Président, je vous remercie de donner la parole aux avocats des partis civils. J'entendrai la parole en premier lieu, d'abord pour le groupe numéro 3, et par la suite, le groupe de convocats du groupe numéro 4 prendra la parole pour continuer la suite de questions que nous avons en effet à poser dans le cadre du témoignage. Donc, je voudrais, comme première question à poser aux témoins, je voudrais en effet vous demander, d'abord je vous dis bonjour, Monsieur Chiem Suor, et je vous remercie de votre présence. Je sais que ce moment est certainement un moment qui est difficile pour vous. Vous avez déclaré aux investigateurs que dans le cadre quand vous êtes engagé dans l'armée de Pol Pot, c'était en 1973, vous vous êtes engagé, semble-t-il, poussé par votre instituteur. Est-ce que vous pouvez nous préciser la façon dont vous vous êtes engagé dans l'armée de Pol Pot? Est-ce qu'il s'agissait d'un engagement volontaire ou d'un engagement forcé? Pouvez-vous nous donner des précisions sur la façon dont cela s'est passé? Je vous demande si vous pouvez me donner quelques précisions sur la façon dont cela s'est passé. Comment votre instituteur vous a amené, par exemple? Est-ce que vous êtes parti sans voir vos parents? Comment cela s'est passé? Est-ce que vous nous pouvez nous donner quelques précisions? ដែលគេចាប់បង្ខំទៅចូលពលពតហ្នឹងធម្មនឹកម្ដាយឪពុកអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែມັນហ៊ានការនឹងរត់ច្បាប់របស់វាការនឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រកែកនោះហើយចេះតែទៅតាមទីទៅ Merci, Monsieur Chiem Suor. Vous avez suivi plus tard un entraînement au tir et au déminage. On vous a indiqué que cet entraînement vous préparait à combattre les Vietnamiens. C'est toujours ce que vous avez dit aux investigateurs. Est-ce que vous pouvez me dire ce que l'on vous a précisé sur le conflit avec les Vietnamiens? Que vous a-t-on dit sur les Vietnamiens?
miền chùm luộc chùm mùi Việt Nam rồi chùm mùi Yuen nô bà đại từ riêng bậc vân đồ min riêng bánh tí bạc ca thà dư riêng đam bay ở chè từ vài Yuen đòi ruột riêng chọc mình bàn từ vài Yuen đọ màu cả lại so mà phê mùi màu bình Est-ce que vous savez si certains de votre groupe sont partis combattre les Vietnamiens? Quand vous avez été envoyé à S21, vous avez indiqué que vous étiez gardien de la ceinture extérieure. On vous a aussi indiqué qu'il s'agissait de vous de protéger contre les ennemis. Là encore, qui étaient ces ennemis? Je vous remercie, c'est en effet ce que vous aviez indiqué au co-investigateur. Vous nous avez tout à l'heure parlé des conditions dans lesquelles se déroulait votre travail. Vous effectuiez des tours de garde, mais vous plantiez aussi du manioc. Vous plantiez de quoi semble-t-il vous nourrir? Il s'agissait uniquement de la nourriture pour les gardiens ou c'était aussi la nourriture que vous plantiez pour les prisonniers? Est-ce que vous savez quelque chose sur ça? Je vous remercie. Pouvez-vous m'indiquer s'il existait une communication entre les gardiens de la ceinture extérieure et ceux de l'intérieur? Pouvez-vous préciser? Vous avez indiqué avoir vu des camions et savoir que des camions rentraient dans S21. Est-ce que vous vous êtes posé des questions sur les personnes qui se trouvaient dans ces camions? Pour vous, transportaient-ils des prisonniers ou transportaient-ils autre chose? បាទខ្ញុំអត់បានត្រង់ណាអត់បានដឹងអត់បានឃើញក្នុងឡានដឹកមនុស្សឬដឹកបន្លែឬដឹកបកាដឹកត្រីដឹកសាច់ក៏គ្នាដែរគឺឃើញឡានចាចូលទៅហុំចិត្តមានតែដឹកមនុស្ស
vous pensiez qu'il y avait des personnes à l'intérieur parce qu'à ce moment-là, vous saviez que vous gardiez une prison. លោក ជា អ្នក យាម នោះ គឺ យាម អ្នក ទោស តើ អញ្ចឹង មែន ឬ ទេ បាទ ខ្ញុំ យាម ខ្សែ ក្បាត់ ខាង ក្រៅ ដើម្បី កា ឲ្យ កា ពី អ្នក ទោស កុំ ឲ្យ រត់ ចេញ ទៅ ក្រៅ រួច Je vous remercie. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas assisté à des réunions avec douche. Convoquait les gardiens en réunion. Il nous enseignait la politique et nous donnait des instructions sur les ennemis pour qu'ils ne s'enfuient pas. L'investigateur. Avez-vous douche? Vu douche? Avez-vous vu douche en personne? Vous avez répondu. Oui. À chaque réunion. Que disait Douche? Il parlait des ennemis. Pendant la garde, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas somnoler. Il faut faire des efforts pour se construire soi-même. Si vous n'y arrivez pas, on vous mettait en prison. Enseignait-on autre chose? Non. Est-ce que vous pouvez confirmer cette déclaration? ប្រាប់ថាតើលោកពិតជាបាននិយាយបែបនោះឬទេបាទដែលការទទួលការសិក្សារៀនសូត្រនយោបាយពីដូចមកនោះក៏ខ្ញុំបានទៅចូលរៀនចូលរួមនឹងប្រជុំនឹងដូចនឹងហូរនឹងដែរប៉ុន្តែមានដាក់បានរៀនពីពេញទៅចុះទៅរៀនតាមក្រមនៅខាងក្រៅនឹងគាត់ប្រាប់ពីនយោបាយយ៉ាងមែនប៉ុន្តែ โยบายគាត់ប្រាប់ថាអ្នកពេញហ្នឹងគាត់ថានយោបាយមួយកុំឲ្យខ្មាំងអ្នកទោសរត់រួចចេញផុតពីក្នុងមកក្រៅតែចេញផុតខ្មាំងរត់រួចគឺមិត្តឯងរាល់គ្នានេះគឺជាប់គុកជំនួសអ្នកទោស Je vous remercie. Je voudrais maintenant en venir sur les faits auxquels vous avez assisté en ce qui concerne la personne étrangère que vous avez vue brûler vivant. Alors, je suis désolée d'être encore dans l'obligation de revenir sur ce point qui certainement doit être extrêmement difficile pour vous. Mais il convient de préciser quelques éléments. Vous aviez indiqué au co-investigateur que cet événement s'était passé vers 11h du matin. Vous nous avez dit aujourd'hui que c'était 18h. Afin d'essayer de vous rappeler véritablement à quel moment ces faits sont intervenus,
Est-ce que l'on pourrait envisager de reprendre les moments pendant lesquels vous faisiez véritablement des patrouilles parce que je n'ai pas très bien compris tout à l'heure. J'ai bien compris que vous aviez, qu'il y avait une différence entre le poste de, lorsque vous étiez en faction, lorsque vous étiez en garde et que vous ne pouviez pas bouger, et lorsque vous étiez en patrouille. Vous avez indiqué que vous étiez en patrouille. Pouvez-vous nous dire exactement les heures des patrouilles? Diêm nô ở miền bán đằng mau đằng pê thế đôi khi chúng điệp khang lơ bánh mình nhóm mưa pê mau mưa ta thằng ấy thế ở miền miền là cái pê thế đây đây tu nhạc bồ đề nâng cư diêm đa cho đa lang ở miền mang quy là cái lái thế Vous bougiez sur combien de mètres? Sur quelle longueur? Đất bờ tình lúc ngài chồng ngài bố cái nhóm mình đang mai đang tật đang hồn đại bàn tay chồng ngài vay tầm lại tới bà hai mà phây mai bị cái nhóm này chô đi. Vous avez indiqué tout à l'heure que vous vous repériez, étant donné donc la position du soleil. Là, où était le soleil au moment où les faits se sont passés? Rừng chấm nói nó nhóm ớt sầu squal chấm nói tới bàn tay phơi màu bị tu tập bùng nắng phơi tu tập bùng từ start nắng bầu nhóm squal phơi nắng bàn tay lại nhóm ớt miếng đằng squal và nhóm chấm năm phơi nắng màu tu tập bùng. Vous avez indiqué que pour vous, le prisonnier à qui on a passé des roues sur le corps a été brûlé vivant. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a été brûlé vivant? Đây là bản đá từng ruột nó cư mà nụ nụ kinh nhóm đá máu khi quý từng ruột bật mềm. Cái áo quý từng ruột bàn khi nhóm đá trên tới cái lưu con lá nâng đặt nơi lưu mà nụ ruột. Quý nâng bàn khi nhóm đá tới vinh. Avez-vous entendu des hurlements? Sommes-nous?
J'aimerais savoir, qu'avez-vous ressenti après avoir vu cette scène? ខ្ញុំជម្រាបមានយល់ឲ្យគ្មានគិតគូផលវិបាកព្រោះឲ្យនឹកឃើញការនងយីបាយថាចែកនឹកឃើញថាដុតគ្នាទាំងរស់មួយប៉ុន្តែភាសាមួយអត់ចេះក៏មិនដឹងចេះតែយកគ្នាមកគួរអាណិតអសូរដល់រូបយ៉ាងដែរ Et maintenant, que ressentez-vous lorsque vous pensez à cette scène-là? ថាដូចម្តេចដែរនៅពេលដែលគិតដល់រឿងនោះដែលលោកបានឃើញពីពេលនោះនោះបាទគិតឃើញរូបដុតទាំងរស់ប៉ុណ្ណឹងហើយតម្រាំរូបខ្លួនខ្ញុំដែរខុសឆ្គងទៅបែបដុតទាំងរស់ឬកប់វាយទាំងរស់អញ្ចឹងដែរគិតដល់ខ្លួនរបស់ឯង Je vous remercie, M. Chiem Suor. Je n'ai plus de questions. Je laisse la parole à Avocat pour le groupe 4. Merci. ដំណឹងរដ្ឋនីក្រមទី4បន្តសួរលោកសូមអរគុណលោកធានសូមជួយមែនសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំបាទឈ្មោះគុំវិស័យជាមេធាវីតំណាងឲ្យក្រុម4ដែរ ហើយជាបឋមសូមគោរពលោកស្រីចៅក្រមដែលជាចៅក្រមជាតិហើយនិងចៅក្រមអន្តរជាតិ សួស្តី លោក ឈៀម សឿ ខ្ញុំ បាទ សូម សួរ លោក តើ ចំនួន 3 សំណួរ ទេ ដើម្បី បញ្ជាក់ ឲ្យ ច្បាស់ បន្តិច ព្រោះ លោក មិន ទាន់ បាន បំភ្លឺ ក្រោយ ពី ចៅ ក្រម បាន សួរ រួច ហើយ លោក បាន បញ្ជាក់ ជូន អង្គ សាវនាការ ថា ឈ្មោះ ច័ន្ទ បាន ឈ្មោះ ច័ន្ទ ហៅ សំរែង បាន ទៅ យក លោក មក ខ្ញុំ ចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើច័ន្ទហ្នឹងមានឈ្មោះក្រៅអីដែរលោកមានដឹងទេបាទខ្ញុំអត់ដឹងឈ្មោះអីទៀតដែរគាត់នៅលឺសូរតែឈ្មោះច័ន្ទហ្នឹងបាទសូមអរគុណចុះលោកមានដឹងថាតួនាទីឬក៏តំណែងអី របស់គាត់ទេបើមិនដូច្នេះគេយើងរាប់ពីឈ្មោះលោកដូចចុះមកក្រោមចុះមកក្រោមមានតែច័ន្ទនឹងហើយនឹងប៉េងនេះដែលបាត់ចុះពីក្រោមដូចនឹងមកបាទសូមអរគុណសំណួរមួយទៀតតកតងទៅនឹង ប្រធានរបស់លោកឈ្មោះហុងដែលត្រូវចាប់ខ្លួនហើយឃុំនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងស.21នោះដែរហើយលោកបានជម្រាបផងសាវនាការហើយថាឈ្មោះខៀវពៅគឺជាប្អូនរបស់ឈ្មោះហុងបាទហើយឈ្មោះហុងនឹងឲ្យលោកដឹងថាឈ្មោះហុងនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនឃុំនៅទីនោះដោយសារតែឈ្មោះខៀវពៅនឹងប្រាប់លោកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថា តើគាត់ប្រាប់លោកយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំស្ដាប់បាត់មកសូមជឿមិនតន់បាទសូមអភ័យទោសឈ្មោះហុងគឺជាប្រធានក្រុមរបស់លោកហើយហុងនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនឃុំនៅមន្ទីរស.21ដែរ ហើយឃុំនៅខាងក្នុងនោះហុងមានប្អូនឈ្មោះខៀវពៅហើយខៀវពៅនោះ
ban khơi bong rồi bỏ cốt khung luôn nó thì nu hay lục đấng tam rồi dạ cốt chấn khi ông chọn đấng thà ta không nâng ban phạm lục thà mạch đấy. Bà đại bà thiên cồng hồng nâng đại nâng ruột nâng căn khắp đại kê mình toàn chập nâng châu nông cục so mà phê mùi nâng bà đạp nai nôm đôi khi nhóm dây khán đá em thà nai nôm khóm prăng co sang khuôn của mọi đôi quát cà phía khuôn ao co sang khuôn ao mừng mặt khóm diêm cam ao mừng mặt cùng ao khmang ruột của mọi đôi quát phê nu nhóm rai rạp ô ban kêu bơi phaôn chia phaôn chân mau chuột nhom nơi cả lại bài mà plet đẹp thạc nhom anh bong anh kêu chập ngày nông mình men chập vô tờ liền sầu tê chập vô đặc cục anh diêm bong anh nông sẹo hơi ban khi nhom anh đăng thá và thiên cầm hong cứ chuột cục hơi và sôm ở cún chân khi nhom tròn xu lục mình to tiết ta mình to mò vì sao rồi bỏ khiêu bấu để dịp ôn hóng trâu ban kì chạp luôn thế. Bạn khiêu bấu ọt ban chạp luôn thế. Bố ấy, bố ọt đang nơi dìm kháng khăn cục nhóm ọt ban đang đài bố ấy mình bắt tay chạm chạy rô bông hóng nâng ọt hiêm chạy thả bông ôn sạch chiêm rồi hết bờ chơi ta sạch chiêm rồi hết chuột chỉ bong phaôn trời kêu bơ nước của chuột cốc điện đây đôi biệt cả thà cặp máu từ cả cai từng rưỡi hai tôi bay bong phaôn bạc cát của ắt có khnhi đây từ từ thư mục đặt khnhi từ mình nước nhạc rào bán ai cho ruột cái lại nhỉ xong một con những chân còi màu tiệt nâu pe đầy lâu tôi chuột vậy thôi chân còi màu tiệt nâu pe đầy lâu tôi hốt bãi lúc đây chuột một kiều bơi thì thế bạn chụp tiệt tế chụp tại mà đòn rồi chụp đại chụp prap tại bong chụp cục sôm ở cún hay sôm nuôi mối tiết tẹo tô tôi từng ca lốt đom nấu bơi sò lốt ban chụp điệp chun ong sao nà ca hái thá ca lốt đom nấu bơi sò đúng lốt tư nấn cứ thả tư tàng cồng chấn su thả tá lốt miên đăng thả cồng là bò lốt nấn không ấy thế bạn ở đằng khóc đằng trời ấy thế rồi ông cả thì bị chun từ thì thả đó mà cầm nâng từ thứ sai tâm ông ở miền thả khóc đàn na khóc đàn na trời chứng nô pe đại đạo lục tư hàng phơi sò cây biên ban pháp lục thả tá tô rồi bỏ lục cứ cho tô ấy thế từ đạo phơi sò và từ đạo phơi sò đúng thả cái miền phía là cây ấy cái miền ao thứ sai hay là sung độ lực thần lục nơi thần lục nông nhom mắt qua đây sau một con nhom sau một to sầm đồn thì tiếc thà ta đâu pe đài dương thôi ca miền ca diêm ca mới tới cầu một bờ lục trong chuyện việc đó ba
នៅពេលដែលលោកចុះទៅធ្វើការនៅអ៊ីស្រាអែលតើមានអ្នកយាមដើរយាមក្រុមលោកពេលកំពុងធ្វើការទេបាទឡើងវិធីសាស្ត្រមានយាមយប់យាមតែគ្នាឯងដីទេអត់មានយាមស្អីទៀតការពារខ្លួនឯងគ្នាឯង Xong ở con lúc thả ca phía khả năng anh chân lúc chân bên đây thả Krom lộ bỏ lúc ca phía krom lộ anh chân rừng mùi dàng mạch Bạn Diêm ca phía krom krom bọc luôn nâng Diêm mà đòi mình diêm đang cả lấy đây khả năng anh Có mau miên ca bật Xong bà rạ đôi chỉ năng đôi chỉ chan ca phía Có mau ໃສໃສຈະຕູງດອກອີ່ຕູງໃດນັງສາຍບາດສົມອະຄຸນຈົ້ນໃນເພດໃດໂລກສະຫນະໃນເພດຍຸກຕາໂລກສະຫນະໃນກັນໄລນາໃນປະຊາຊົນມັນຕົກຢ່າງໃດບາດສະຫນະຖືຮູງດາມຖືອັນໃດສະສໍຖືຮູງແວງນັງສາຍ Trước tôi không bằng tục nâng ở phê giúp cái miên chạc sao đấy, hơi miên là yếm nó càng cao thế. Sao mới đón tiếp? Bằng tục bằng mình. Nói không tiếp nâng ở phê xó để lô xin nâng ở phê giúp á. Miên chạc sao bị cao thế, hơi miên là yếm nó càng cao thế, yếm lô á. Bát ạc miên, sao ạc miên chàng thế viên lưu vâng để chọn Ngừng tạm bà cô không rùm Xong ạ quân lục bà thiên Xong ạ xâm đồ Bạch chị kết bà tò này Xong cô lục bà tư ca từ Mê tư bì ca phía cái đấy Nên bây mê nó ca nông ca xua đòi xã thay rùm đi Xong xin bà mê thâm nô xong mình chơi nhìn bạn សូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពលោកប្រធាននិងសូមគោរពលោកចៅក្រុមជាតិនិងអន្តរជាតិនិងសូមគោរពអង្គសវនាការទាំងមូលលោកសឺនៅស.20លោកធ្វើការនៅស.21តើលោកដែលដឹងទេតើអ្នកធំណាខ្លះនៅសម័យនោះដែលមានសិទ្ធិបញ្ជាពីលើស.21គឺមានសិទ្ធិបញ្ជាទៅលើតែដូច Bạn bị kháng lưu lưu là đuổi ní nhóm ọt bàn đăng tế đăng và thiên quật quật là tu bị chấp bạc lục bị lưu và thiên quật nhóm bàn ọt bàn đăng Sông ọc cún lục thư ca nơi so mà phê mùi giờ đáy ta lục đáy khơi rứ có đáy lưu Tha ta đốt thua tê rôn là căm rứ xâm lập nẹ tô rứ tê. Bạn chấp bắp bì ta đốt bàn chấp bắp bì ta đốt hai bàn chánh chia xâm lập mà nụ khăn nơi khăn nông cục tua xa lại. Xông ọ cún nhầm xông bà chạy lúc mà đoàn tiết lúc thua cá lúc diêm nơi tì nụ ta lúc đài khơi Rư có đài lưu kì thá Tạc đúc nâng ạ thua tì rôn là căm Rư có xâm lập nẹ tô rư tê Xông lục bà chạy bà lục đài khơi lục đài lưu xông lục bà chạy Bạc nhóm xông chú rếp Chú bạc lưu ta đúc Có đạ phèn ca màu kram kram Pân tay đúc ta có Ta tu bì phèn lưu màu nhóm ọt đăng Pân tay khơi có đạ mạnh chia ai Còn cháu bọc trọng trọng nâng dâm lập kì cô Chẳng nay cô ớt miên khư như thế Dâm lập kì đại tê Bánh tay Chấp bập ni Có ớt đặc kron bọt mình chia tha dục dục thằng ngày Nâng đôi biệt tha Mình chia đôi chia dâm lập chẳng Xông ổ cún đại lục cháu lời tha mình đại khư như thế đôi dâm lập đói Tôi là phần này lúc thì Bên nơi xo mà phê mùi đã đài
Look to tool peer a cut yim come out in that toe road ruin. Tao pay no look pinch at day, looks a by chet nung kang year about look with day. But the bib or look ta pinch at yim that by car peer cloon. Clack panka ta got that the crown the teeth. Go cloon kyums and rap call sang cloon that by roofs up tonight. Bởi xem khi nhóm mình có sang luôn trời tới thì tiết. Xùm ọc cún chấn lúc bình chất nâng càng nghe nóng đòi cửa rút từ 8 càng nghe đại thân lỡ bản đạc. Xùm ọc cún lúc bình thiên, xùm bóng vai ôi lúc chạy cọp ơn rãi chết mì ta xu bần to rãi tiết xùm ọc cún. Xùm chương trình lúc mê tư vi Phong Sơ Rú. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je suis le deuxième avocat de l'accusé Douk et je vais vous poser encore quelques questions, pas beaucoup. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez connu Him Hoi? Talok squal Him Hoi Darite. Ban. Nhom at ban squal te here I hui neng ku hui neng no kang knong dai kang no knong jumui duck king tunes and rap. Your kids is lap mong. Nhom tum chuop neng hai, chuop mai the mouse appear to walk near neng hai. Vous dites vous l'avez rencontré après, à quel endroit? De quelle visite vous parlez, Monsieur le Témoin? Somnu Tata Lok ni yei tha chuop kalai sampih nang lok chong ban nei yang mai dai. Ba dai chuop nang skol hui nang tem chuop khnie kuok baik khnie ot baik ot pi nai khnung kok. Khnyom ot ban skol heing hui nei te. Hui nai khnung pan tae dai chuop ke hau mau su dang chenh chia chbab mau Su chom lai nơi khnông cục tua sài ní cứ quạt bàn thử men bàn khi nhom đăng tha hình hui nẹt đặc lán sờ lập vật tu ai à vật ai chuyện ai. Merci pour cette précision. Je voudrais revenir sur votre travail à S21. Quand vous faisiez les patrouilles, vous voulez dire quelque chose, mais il faut que votre micro soit allumé. Dites-moi. Look, Chang Nijay away one time theater, a young my person, my look Chang, no, some bike microphone pong. Kim Chang, but Chang Ji did. Jay, maybe he broke Sassay. Khi bạn xong chụp xạ xây một plate.
អនុញ្ញាតសូមជួយបាទសមអគុណលោកប្រធានអសាស័យគាត់មិនអាចស្ដាប់ភាសាដោយសារនិយាយញាប់ពេកព្រោះឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងខ្លួនហើយបើសិនជាលោកមេធាវីគាត់សួរបន្តទៀតសូមឲ្យនិយាយមួយមួយខ្លីៗឲ្យគាត់បានស្ដាប់បានបើមិនចឹងគាត់មិនអាចឆ្លើយសំណួរតទៀតបានទេបាទសូមអរគុណឥឡូវនេះអង្គជំរះសូមរំលឹកថាសាក់សៃនេះសូមសម្រួលអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អណាមិនជាបញ្ហាអ្វីទេណាហើយស្ដាប់សំណួរឲ្យបានច្បាស់ហើយប្រសិនបើមិនច្បាស់លោកដូចធ្វើដូចវិប្រឹកចឹងថាបើមិនច្បាស់លាស់ទេសូមឲ្យសួរសំណួរម្ដងទៀតហើយបើសួរទៅតែមិនច្បាស់គឺលោកអាចនិយាយដូចនេះណាសំណពោដល់អ្នកដែលសួរហ្នឹងសូមឲ្យសួរឲ្យច្បាស់ហើយស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ហើយសូមលោកឆ្លើយលោកដឹងគឺឆ្លើយថាដឹងយ៉ាងម៉េចបើលោកមិនដឹងលោកឆ្លើយថាមិនដឹងទៅវាជាការស្រេចហើយណាលោកបានធ្វើព្រឹកមិញបានល្អច្រើនហើយណាអង្គជំរះសង្ឃឹមថាលោកនឹងបានធ្វើនឹងធ្វើកិច្ចការនេះល្អហើយដូចជាចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីហើយសូមសម្រួលនឹងមានការយល់អំពីស្ថានភាពនៃសាក់សីដែលមានកម្រិតយល់ដឹងទៀបដូចនេះឬថាសូមសម្រួលធ្វើម៉េចឲ្យបានគាត់យល់នៅសំណួរហើយនឹងគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរបានត្រឹមត្រូវសូមអញ្ជើញលោកផ្រង់ស្វារូMerci monsieur le président Monsieur le témoin, nous allons continuer avec des questions courtes. Quand vous faisiez vos patrouilles à S21, vous étiez seul ou vous étiez deux par deux?Ou trois par trois. Est-ce que vous comprenez ma question? Quand vous faites la patrouille, est-ce que vous êtes tout seul? Ou est-ce que vous êtes avec un autre garde à côté de vous? ចៅឡើងឬ3នាក់តាមមិនពេលពលៀបមកMerci សំណួរខ្ញុំសូមអរគុណ Quand vous avez vu l'événement avec l'étranger qu'on a brûléVous étiez seul ou il y avait d'autres gardes avec vous?
តើលោកនៅយាមម្នាក់ឯងទេឬក៏មានអ្នកយាមមួយទៀតដើរយាមជាមួយលោកនៅពេលដែលលោកឃើញគេដិតអ្នកទោសបរទេសនោះ បាទ សូម ស្នាម ម្ដង ទៀត គាត់ សូម ឲ្យ លោក មេ ទវី តាំង សំណួរ អំបញ្ញ មិញ នេះ ម្ដង ទៀត ព្រោះ គាត់ ស្ដាប់ អត់ យល់ សំណួរ Monsieur le témoin, quand vous avez vu l'événement que vous nous avez raconté avec l'étranger, vous étiez seul en patrouille ou vous aviez un garde ou deux gardes avec vous? ពេលដែលលោកឃើញនឹងលោកដើរយាមជាមួយអ្នកយាមពីរនាក់បីនាក់ទៀតជាមួយលោកបាទដើរយាមនេះដើរយាមម្ដងបីនាក់ពីរនាក់តាមកម្លាំង Vous vous souvenez comment s'appelait cet autre garde? Alors, vous avez dit que vous ne portiez pas de montre, mais j'aimerais que vous nous rappeliez à ce moment-là quelles étaient les heures de votre garde. Parce que je n'ai pas bien compris tout à l'heure, est-ce que c'était un problème de traduction ? Donc votre tour de garde, ce jour-là, était de quelle heure à quelle heure? ដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរថាតើនៅពេលដែលលោកយាមនឹងលោកយាមពីពេលណាបើន័យថាចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង12 Merci, c'est très précis, merci beaucoup. La scène à laquelle vous assistez, vous avez dit que vous n'avez pas vu la fin parce que c'est le moment où vous avez été relevé, c'est bien exact. ហេតុការគេដិតនោះរហូតដល់ចប់នោះទេដោយសារតែនៅពេលនោះលោកបញ្ចប់វេនយាមរបស់លោកតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទគឺលោកមិនទាន់ចប់ជាការត្រឹមត្រូវផុតវេនយាមរបស់ខ្ញុំ Donc je peux conclure que la scène se passe pendant la nuit. C'est bien exact.
D'accord. Donc, quand vous voyez la scène, c'est au début de votre tour de garde, c'est bien ça? ត្រឹមត្រូវដែរឬទេ Merci. Et vous avez dit tout à l'heure que c'était vers la route qui mène à Tultupung, c'est ça? Que via cat dot no, que via no galain plow, tau tulupung, tatrum trai darite. Tatrum trai. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la route nationale? Mais oui. Donc, que à pleu nó cứ chỉ pleu chít nó mà nè, pleu thom dương nó mèn thế. Cứ chấm non nó đang pleu thom đang tại pleu tàu chứ, bên nó khinh đã đạch pleu khnọ chít mà pleu mau tu tập bùng. Et vous avez dit tout à l'heure Météoui. À l'avocat ban, de la partie civile que vous étiez environ à 20 mètres de la Seine, c'est bien ça? Et vous avez dit également à l'avocate que vous n'avez pas entendu de hurlement. C'est bien cela? Je vous remercie, monsieur le témoin. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions. មេធាវីសូមអរគុណលោកសាក់សីខ្ញុំពុំមានសំណួរបន្ថែមទៀតសួរសាក់សីនោះទេលោកប្រធានសូមអរគុណច្រើនសាច់ជាចុងក្រោយនេះអង្គជំរះដល់វេទិកាទៅជំរាបចោទដើម្បីធ្វើការកត់សម្គាល់អំពីសក្តិកម្មរបស់សាក់សីរូបនេះប្រសិនបើជនជាប់ចោទមានបំណង សូមអញ្ជើញលោកប្រធានជាទីគោរពខ្ញុំនៅរងចាំសាក់សីនេះយូរហើយក្នុងការអធិប្បាយឆ្លើយតបនឹង ប៉ណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនីរបស់លោកតាអាមីលក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានតន់និយាយវាបញ្ហានេះព្រោះខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់បទបញ្ជារបស់ខ្ញុំគឺឲ្យគេដុតខ្មោចដែលសម្រាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកលេចថាគេដុតតម្រោះ បញ្ហានេះឆ្លងកាត់ការតទល់សំទុះការជជែកវែកនៅក្នុងអង្គសវនាការយើងនេះខ្ញុំឃើញសក្តិកម្មទី1របស់មិត្តហ៊ុយសង្កេតទៅឃើញដូចសក្តិកម្មនេះច្បាស់លាស់ជាងគេព្រោះពួកនេះទទួលភារកិច្ចខាងរឿងកំតិចនេះឯងគ្រាន់គេមិននិយាយឲ្យជ្រៅ ប្របគេនិយាយឲ្យជ្រឹងទៅវាចូលទៅក្នុងការដែលថាដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងរំពឹងហេតុផលផ្ទុយដែលថាដុតទម្រោះមិត្តខននិយាយថាស្ឺប្រាប់
chẳng đăng rừng chấp hỏi thật xua xưa bạc con khôn ái mật con khôn ái ăn hình dây thạc khơi to lợi ấy đi ấy đó là màu lộ kiềm sư ai sẽ khai cắm lộ thai chung ra cháy cầm thạ bạc con cả đói bọn mòm này hai chân cả đói lực tập nâng sọt nơi bếp thọt còn đi đi hai mình tiết lại nâng sống mùa bọn mê thị vi phong xóa rú lúc lại thả hâm hối có tâm sọt cả đói đôi chân này sạc hay cầm ổn đi việc thưa ai ông nàng có thể thả hơn cái đốt màu tiền rốt mà nó tiền rốt việc bay chỉ rừng mũi để mình xây miền từng nguồn mình thưa ơi nhập phong chưa được chứ mấy sẽ khai cam chân bằng màn để lợi mộng đi khi mình toàn đánh sạch thả nâng chưa thả cái đốt mình tiếng rốt tê nơi thầy chưa sẽ khai cam rồi bỏ mình hối tràn chiền nơi thầy chưa thả không biết là nào hiện tâm bơ nâng bắt bình chìa ra bọc thăm đi bắt bình chìa ra bọc thăm đánh thảm đi trở thầy dục tới từng pi hơi xâm lập hơi đốt ở tịch mình đốt hơi nâng xoal khám hội trong nô lô cốt nơi lưu phơi mà rồi xài sắp bay ọt đi châm râm lực chân xâm 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 lục râm lực một đồng tiết tha lục chân chập cháu thơ ca bị phía rồi có cọt tùm con nâng cư nì dì chùm riêp mà đọt ong sạm nạ ca và mình nì dì từ bạp đọt sạ xây dì cư bị phía âm pi chúng lời đi có tầm đây và xã xây những một phạm đó là ông sạm là cả khi ông này dễ cứ xâm đại ông sạm là cả mình tại con bài một khăn đó sở rộp máu khi ông này tại ở tầng chưa thả bất bình chìa khi ông trở mất hồ rộm lỡ lỡ mơ đi bất bình chia khi tam khi đắng mà bật máu được mình tân miền nam là mưa mình bật bình chia khi ba đi chuẩn bị cho mình tí mau mà đón pin nhá pê dục ai cả xa từ chun buồn muốn cứ muốn chia cả ta bộ ai chỉ mong với là mong cho tranh thôi cầm đập bà đốt phong á cầm đập bà ấy công tục ở sau chén vô còn lắm đốt ở sôi ở dương mình vô chỉ ăn tự đồ vô bún đồ dơ được quỷ bà thì không đặt bà mà đốt không tranh vị trí ở mặt hồ được cho nên mà đong pì mình mà đong tầm mùi thì hãy cô bấm nón đốt ở sôi mình đốt ở nơi sôi xả sọc cần ở phơi lên mà rồi xài sẽ bay một tí được cho nên không nơi để chưa thả sạch cây cam rồi bắt mặt hôi cho bắt luật chiền hãy không nơi để mình tân chưa thả miền này ai hiện là mình bắt được chiền không nếu cứ xong có rút đi cả chung bằng này xong ở cùng là xã xây chìm sứa đài lục bàn anh chơi một đó là khai cam là chụp một ông nhầm ra là ta bồn nơi ông nhầm ra bây giờ mình không là ca Campuchia tam ca có hai rồi bỏ ông nhầm ra hay cả thời sự khai cam đoạt lục trong pu sạm na ca ni khởi tha đào tì bình chọn hơi hơi ông chấm ra có cất nâng bàn dư phong đá ông pi phiệp lồng bạ đoạt lục nông ca bị chôm nông ca đào tại khai cam nơi chấm pu mục ông chấm ra đời chòi tốp từ nông sầm núa pi phiệp khi chỉ tràn miền tiang ông chà cầm này ông chấm ra hay nâng phía khi đó tây tiết đã bị bón hay hạt phò mùi tiết cứ đời xa rừng hạt đài bàn cao là đi vì rầm lồng chiêng sang tập chân nằm một hơi từ dương một thừa xã mạ ca hoặc hạt đài cao là khuyết ngày dạng đi cứ chia ca lòng bạ mùi trong buồn mà nục chiết tu tứ cứ tay tay miệng ca phlịch phlèng nơi hạt ca nục hơi nơi có phlịch phlèng khla hay bánh hà mùi tiết có ông hết được gặp rất là hết nam mùi để cả lang nông sản cũng bị ắt trai từ lứa tất tập hiệp được tập hiệp này bộc lộ đây và miền bộc lộ miền cầm rất vô đằng chơi chơi
miền ca bị chà na chơi cứ có nghe yul nông ca chẳng ở bằng hành đấy vấn đề bờ miền ca yul đằng nên cứ miền cầm rắt căn để tiếp ca làm bạ nông ca về đầm lầy rồi có nông ca chẳng ở bằng hành để hết ca để cả miền láng có miền pành hà ní có ông cầm ra yul đấy hay chẳng sắp nà ca chụp hồ lô cứ chọc hơi hay mình trai cho là cá còi pì sầm rạ này cứ lô trời điệp chầm chùn quật xạ xây từ bẹp pon chỉ mới nâng ong gặp hiệp còn pì xạ xây nâng lại chầm níng đầm bay ơi ong gặp hiệp nốt điệp chầm chùn quật từ lập từ lâm nơi than vinh hay sạm nà ca nghĩ đi cứ ong chầm đẹp sông chầm điệp chùn đò phì kỳ nâng xạ thiên lại chùn tha ong chầm đẹp nâng bẩn to nơi đầm nà ca sạm nà ca nơi được xìu ní chập vì là màu muối nâng sạm sập nơi tì từ đời hết Paul này ca bị phiền này ca cùng tục ngày ní dương thưa sạm nà ca sẽ đập sạ say cắm sạ say rụm ní bình mùi thằng ngày phần tay ấy lời ní đời xa hướng hết đời từ bằng hai đời sạ say rụm ní miền tích dân dương bàn chọc cầm tam môn ca về lia để bàn cùng tục được cho nên được xuyên đi ông dùng ra nâng điệp chom nơi ở quay đây miền ca xe xó vì mà sớm mình cứ đồng nào ca sạm mà ca an nơi sạc hay cắm chẩm pua sạ xây chẩm luôn pram rúp đây ông dùng ra ban sầm rách mình dọc quật một phua sạc hay cắm chẩm pua một ông chẩm luôn dùng ra đời ơi cả làm chi sạm mà ca an nơi sạc hay cắm nơi chẩm pua một xã cho cầm sự bằng kết đại dương phơi vật to vì cá sẽ sau vì mà sớm mấy hay năng nguyên bản thêm vì nhẹ tiết cứ bản thêm cả an cầm đặt hết mùa xã xây xong xong all hay năng chơi sụp hia ra ni xong triệt một tray ăn rẻ một tí cũng kháng nom chuyển chập trao tới căn vật tục đồng chám hay nom cọt một căn sa sam na ca ni ở bàn môn màu mùi sam sập một tí xong chuyện cầu chờ.